JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Hôm nay JK Audio sẽ chia sẻ đến các bác mọi miền Tổ quốc cách nâng cấp loa, mua loa làm sao cho phù hợp. Vâng, hôm nay bên em có nhận được một comment của bác khách hàng tại Hà Nội. Comment hỏi là mua loa về tự dưng tôi lại không dùng được. Vâng, thì bên em tìm hiểu nguyên nhân thì em được biết là bác đó mua đôi loa công suất rất là lớn, mà cái âm ly của bác thì chỉ là âm ly 203. Vâng, thì bác không hiểu được là âm ly với lại loa tương xứng như thế nào mới là phù hợp. Bác có tâm sự, bác ra cửa hàng âm thanh, bác mua thì thấy nó đẹp, nó to, thấy bắt mắt. Vâng, rất là bắt mắt, và đã được cửa hàng tư vấn là đôi loa này rất hay, và thế là tôi đã mua vì là tin tưởng cửa hàng. Nhưng bác không hiểu được rằng cái âm ly của nhà bác công suất rất là yếu. Sau khi trở về, bác có phối ghép. Phối ghép thì cái loa nghe rất là khó chịu, rất là bí, vì cái âm ly không kéo được cái đôi loa mà bác đã vừa mua. Vâng, tự dưng bác khách hàng đó thấy rất là tiếc nuối, vì là bây giờ mua loa rồi mà không dùng được thì âm ly rồi lại phải thay thế, mà kinh tế thì bây giờ đang chưa cho phép. Thì đấy là một cái lãng phí cơ bản về đồng tiền mình bỏ ra mà không được sử dụng đúng mục đích. Vâng, thì hôm nay bên em sẽ thắc mắc với các bác một điều. Khi các bác muốn nâng cấp loa hoặc thay thế loa thì điều đầu tiên các bác để ý cho em đó là cái âm ly hoặc cục đẩy công suất của nhà mình, đó là công suất ra bao nhiêu watt. Lúc đó bác mới đi tìm hiểu những dòng loa và cái dòng nhạc mình nghe là những dòng nào, thì lúc đó các bác mới phối ghép với những dòng loa mình tìm hiểu trên thị trường và được tư vấn của cửa hàng, thì lúc đó mới là lúc bác quyết định mua đôi loa. Thì nguyên tắc cơ bản đó là cái công suất của âm ly hoặc là của cục đẩy công suất bao giờ phải lớn hơn loa thì cho chất âm mới là hay, tách bạch và căng tròn, nó không bị méo như những cái âm ly nó bị yếu công suất mà đẩy đôi loa khỏe thì nghe bị méo mó tiếng rất là khó chịu. Vâng, thì đó là cái mà bên em muốn chia sẻ. Các bác hãy để ý cho em cái cục đẩy hoặc là âm ly nhà mình đang dùng đó là công suất bao nhiêu, và sau đó mới đi chọn loa. Đấy là cái mà các bác không bị lãng phí đồng tiền và không bị vứt xó một đôi loa. Nói chung để sở hữu những cái bộ dàn karaoke gia đình mà chất âm được hay thì nó phải tương thích với dòng nhạc, và tương thích với âm ly và loa và cục đẩy công suất và loa. Vâng, có những cái lòng loa bãi rất là đắt tiền nhưng nhiều bác lại mua cục đẩy về phối ghép, thì lúc đó nghe cái chất nhạc rất là cứng vì nó không hợp, thì các bác lại phải tìm hiểu về những dòng âm ly đánh với những dòng loa bãi. Đấy, cục đẩy công suất thì chuyên về những cái dòng loa full, loa karaoke thì hợp hơn. Đây là cái mà bên em muốn chia sẻ các bác không bị lãng phí đồng tiền bỏ ra một cách vô bổ. Vâng, còn một điều nữa mà em muốn chia sẻ đến các bác, và rất nhiều bác mắc phải một cái sai lầm cơ bản, đó là các bác thích những đôi loa to mà cái không gian gia đình thì lại không cho phép. Có những bác không gian nhà có khoảng 15m2 thôi, 20m2 thôi, nhưng nhiều bác lại rất thích mua những cái bát loa 340 để về sử dụng. Thì em cũng không hiểu là các bác sẽ nghe như thế nào, vì bản thân một đôi loa mà không nghe được hết công suất thì nghe rất là bí. Đấy, nếu mà để nói một đôi loa nghe hay thì các bác phải nghe dùng được đến 90% tối đa công suất của cái loa đấy thì chất âm mới được tách bạch. Bây giờ các bác phòng bé mà các bác chơi những loa 340 về, còn có những người còn chơi bắt kép 40 cơ, thì các bác vặn volume lên chỉ được khoảng tí ti thôi là các bác đã cảm thấy vỡ nhà rồi. Mà đôi khi là hàng xóm người ta phản ánh, thì cái đấy là cái điều mà các bác phải lưu ý.
Việt Nam nhận rất nhiều cuộc điện thoại cứ hỏi bát kép 40 mà không gian nhà có 20 thôi. Thì lúc đó em cũng không hiểu là các bác sẽ nghe như thế nào thật sự. Đây là cái mà chia sẻ với em, chia sẻ thật. Những cái bên phòng 20 thì các bác chỉ chơi khoảng $30 trở về là cảm thấy thừa lắm rồi. Đấy, các bác phải lưu tâm. Không phải cứ là to mới là hay đâu, nhưng phải phù hợp với không gian gia đình, phù hợp với âm ly. Nói chung là phù hợp nhiều thứ lắm. Còn những cái không gian gia đình có những nhà thì đồ đạc nó sơ sài, tiêu âm hầu như không có, nghe rất là lộn xộn. Đấy, vì là bản thân âm nhạc hay nó phải có tiêu âm, và mình không có được những cái bông mút tiêu âm thì có những cái đồ vật trong nhà xếp, nói chung là nó phải là dây, những đồ vật cũng đang phải nhiều thì tiêu âm mới là tốt. Đôi khi bên em đi setup phòng karaoke cho gia đình thôi, trong phòng chỉ có mỗi tường không, có mỗi bộ bàn ghế, hầu như tiêu âm không có, nghe rất là cứng. Đấy thì các bác cũng phải để ý cho em cái đấy, mà những cái là không ai để ý đâu, mà hầu như cũng chả ai nói chia sẻ đâu ạ. Cứ bán được là bán thôi, nhưng bên em thì phải tìm hiểu là các bác mua loa này về nghe cái gì, không gian bao nhiêu, đang dùng những thiết bị nào rồi, thì bên em bắt đầu lúc đó mới lên được một cái cấu hình phù hợp. Đấy, từng thiết bị một, ví dụ nhà có âm ly hay nhà có loa, loa này bao nhiêu, công suất như thế nào, thì bắt đầu bên em mới phối ghép làm sao hợp lý nhất để cho các bác đỡ phải lãng phí đồng tiền, rồi đôi khi là về các bác an tâm, các bác sử dụng không phải lo lắng. Đây là cái mà JK Audio luôn luôn mong muốn đạt được. Nói chung là muốn đi sâu vào tâm lý của khách hàng để hiểu được khách hàng muốn gì và mà muốn như thế nào, thì bên em lúc đó đã bứng. Vâng, hôm nay cũng miên man một tí, là em cũng thắc mắc về trầm luôn. Vâng, có những bác gia đình phòng có 20 vuông, các bác cứ hỏi tư vấn những cái trầm rất là to, bát 40. Thực sự bát 40 thì bên em cũng bán đấy, nhưng bên em sẽ không tư vấn là mua bát 40. Bên em tư vấn bát 30 thôi, vì là bát 40 không đoánh lực, mà không gian nó không đủ cho nó đoánh. Nó đoánh rất là lớn. Đôi khi có những gia đình có những cái cửa nó không được chắc chắn, đánh nó bị rung cửa. Đấy, nói chung là có những bác ở chung cư mua, thấy bạn bè mua những cái súp rất là lớn, bát 40, bát 50, nhưng không gian nhà mình thì lại không cho phép, thì lại cứ đòi mua bát 40 bằng được. Bên em tư vấn xong rồi, tư vấn thuyết phục, thì các bác chỉ mua những bát 30 thôi. Đấy là những cái mà bên em chia sẻ và tư vấn thật cho khách hàng, nó ra hợp lý. Chứ còn bán thì ai cũng muốn bán, nhưng bên em thì không làm điều đó. Bán phải phù hợp với không gian nhà các bác, phù hợp với lại bộ dàn âm thanh, với không gian ở đâu. Chung cư thì nghe kiểu chung cư, mà ở quê thì nghe kiểu ở quê. Đây là cái những cái bác xem kênh các bác sẽ hiểu được cái JK Audio cung cấp ra thị trường những sản phẩm rất phù hợp. Vâng, hôm nay thì em cũng chia sẻ một chút xíu đến các bác, thì cũng muộn rồi, thì em xin phép dừng video. Thì các bác có theo dõi kênh YouTube JK Audio thì các bác hãy comment, chia sẻ để JK Audio ngày một hoàn thiện và ngày càng phát triển và cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất cho các bác khách hàng. Vâng, các bác nào muốn tư vấn những thiết bị âm thanh karaoke gia đình hay là những thiết bị dàn karaoke chuyên nghiệp, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube để bên em được tư vấn, bên em chia sẻ những cái kinh nghiệm mà bên em đã làm trong bao nhiêu năm qua. Hoặc các bác cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên JK Audio để được tư vấn trực tiếp. Vâng, các bác nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh YouTube JK Audio nhé. Vâng, bên em luôn luôn cập nhật những thông tin mới, những sản phẩm mới, những tin tức mới về hàng ngày để cho các bác được cập nhật. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào. Vâng, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.